Xin chào mọi người. Hôm nay tụi mình sẽ tập một cái technique rất là quan trọng của môn khiêu vũ, đó là technique về chân. Thì thường thường có nhiều người hỏi mình là khi xem những cái buổi mà thi khiêu vũ thì nhìn thấy những cái dancer chuyên nghiệp họ nhảy giống như là bay lướt trên mặt sàn. Thì hôm nay tụi mình sẽ tập cái kỹ thuật này để tụi mình có thể thực hiện được điều đó. Thì cái kỹ thuật về chân của môn khiêu vũ, tức là mình tập làm sao khi mà khiêu vũ thì cái bàn chân mình đặt trên mặt sàn, đặt trên cái sàn sẽ như thế nào. Thì bây giờ bàn chân thì có thể trong khiêu vũ mình có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là cái phần mà xương phía dưới cái ngón chân cái. Phần thứ nhì là nguyên cả bàn chân. Thì bây giờ trong cái quá trình tập để cho nó đơn giản và nó gọn thì tạm thời mình sẽ dùng những cái từ chuyên môn bằng tiếng Anh cho những cái phần này. Thì phần thứ nhất cái phần xương phía dưới ngón chân cái mình sẽ gọi là ball. Phần thứ nhì là nguyên cái bàn chân thì mình sẽ gọi là flat. Thì bây giờ mọi người chuẩn bị ha. Bây giờ để bắt đầu cho cái kỹ thuật này thì khi ra sàn lúc nào cũng nhớ là cơ thể thả lỏng thoải mái, một chân thẳng và một chân cong như thế này. Thì bước đầu tiên dành cho những người mới bắt đầu tập thì để giữ cho cái cơ thể nó thêm thăng bằng thì cái tay mình có thể để như thế này. Rồi bây giờ chú ý cái chân cong là cái chân mình sẽ bước đi. Thì bắt đầu chân trái là chân cong thì chân trái sẽ duỗi thẳng ra. Thì khi duỗi thẳng ra như vậy thì cái mũi chân vẽ ra 45 độ, cái ngón chân cái lướt trên mặt sàn và trọng lượng bắt đầu dồn lên chân trái, thì lúc đó là chạm mặt sàn sẽ là ball and flat, tương tự như vậy, rút chân phải về. Và chân phải là chân cong thì chân phải sẽ là chân bước đi, thì cái mũi chân cái bắt đầu chân phải duỗi ra thì cái mũi chân phải vẫn bỏ ra 45 độ, trọng lượng dùng bên chân phải thì lúc đó sẽ là ball flat chạm mặt sàn, tương tự như vậy chân trái rút về, ball flat chân phải rút về, ball flat. Bây giờ lui cũng vậy, rút chân phải về, ball flat, rút chân trái về, ball flat, rút chân phải về, ball flat, rút chân trái về, ball flat, chân phải thẳng, chân trái cong, chân trái duỗi thẳng ra, nhớ mũi chân 45 độ và sau đó trọng lượng gần chân trái chạm mặt sàn, ball flat, chân phải rút về, tương tự như thế, ball flat, chân trái rút về, ball flat, chân phải rút về, ball flat. Tương tự như thế, phần lui cũng vậy, rút chân phải về, ball flat, chân trái rút về, ball flat, chân phải rút về, ball flat, chân trái rút về, ball flat. Nhớ chú ý, ball flat có nghĩa là cái phần ball chạm sàn trước rồi sau đó nó quy cái bàn chân là flat. Cứ vậy thôi, rất là đơn giản, cứ ball flat, ball flat. Và nhớ là khi mà duỗi thẳng chân bước tới một bước lui thì cái mũi chân lúc nào cũng bẻ ra 45 độ. Chứ vậy để giữ cho trọng lượng cơ thể mình thêm thăng bằng. Thì trong khiêu vũ cái điều tối kỵ nhất là khi mà mình khiêu vũ hai cái chân tuyệt đối không được nhấc được ở mặt sàn. Thì muốn tập và muốn kiểm tra coi mình làm điều đó có đúng hay sai thì có một cách tập rất là thú vị, cũng vui mà dễ, đó là sử dụng thay thế giấy. Thì bây giờ hai cái chân mình để lên trên thay thế giấy như thế này, hai tay đưa ra để cho cơ thể thăng bằng. Thì một chân cong chân thẳng, thì chân cong là chân bước, thì nhớ khi mà bước thì thay thế giấy theo dưới chân mình, tương tự như vậy. Lùi cũng vậy, tức là thay thế giấy theo dưới chân, 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 tới thay thế giấy theo dưới chân, thay thế giấy theo dưới chân, thay thế giấy theo dưới chân. Đó, thì mọi người thấy khi mà mình tập với hai tờ giấy này, bước lên hay hoặc là bước xuống thì lúc nào tờ giấy cũng thay dưới chân, có nghĩa là tụi mình đã làm đúng. Thank you.
video đến đây là hết. Thì mọi người thấy khi mà mình khiêu vũ thì cái chân đúng y như lúc mình tập cái kỹ thuật căng đít, tức là bò flat và mũi chân lúc nào cũng nhớ bẻ ra, muốn làm độ để chân thêm thẳng mặt. Chúc mọi người tập kiên nhẫn sẽ làm được. Hẹn video kỳ sau. Bye.